thông ốc đều khắp xã. Giờ thì mình làm bài bán đi ra đứng nhìn cơ thủ đang nhóc nhã. Hay về với sông với suối đã cạn con thác ba tầng, tìm đường không khó đã Google Maps hoặc hỏi cô bác xa gần. Từ khi lọc lòng viễn đã lớn lên học tập ở thị trấn Đức Tài, cái nơi hip hop dần đang phát triển, con người cố tính thì rất hài. Nơi ruộng đồng cầu bay dãy cánh đồng cảm cộng khổ có tình thương, cuộc sống đơn sơ chân chất tóm lại con người xứ này. Linh sẽ cho bạn thấy cái điều gì, cây quả đâm bông kết trái cao su và lúa có nhiều mì. Người dân nhiều nơi rồi họ về đây mảnh đất đồng bằng chân chất, cái nơi vì nhiều dãy nắng và mưa lúc mà nội tôi còn đi chăn đất. Rồi người nông dân dạy dầu mưa nắng gánh cả ruộng đồng trên bờ vai, kiên trì lao động chịu xương chịu khó với sự nỗ lực không mờ phai. Làm lụng vất vả không chờ ai, chả có việc gì phải sợ hãi. Cây lúa tỏa hương bát ngát vùng mùa bội thu chi chờ ngay. Ok, quăng cái cành kim nở cành chua rồi mình lại đài vài chai mà nè anh ơi ngồi chơi với tôi mình chơi tới nát cho qua ngày mai. Để tôi nói cho mà nghe là con rồng máu đỏ da vàng ở đây mà không lệ phép thì chạy máu mỏ rồi la làng. Đông Hà Trà Tăng Tân Hà Đức Hạnh Võ Đắc, mình đi vòng quanh giao chơi muôn nơi để biết đường cùng rồi ngõ ngách. Nam Chính Võ Xu Mê Bu Sùng Nhân Vũ Hòa rồi Gia An, quán nhậu ở đây thì nó không thiếu chỗ tài hát hết rồi ta. Dạo vòng quanh Võ Đắc quẹo khu đô thị mát quá trời. Ê thằng tí gió đã lên rồi bên sách con diều ra thả chơi, rồi mình mát lòng mát dạ khi chở em về ngồi sau xe. Mình đi ăn lẩu xong ăn chè ở đây không thiếu gì đâu nghe. Anh em tụi tui da răm nắng tính tình chan hòa hiếu khách, nhắc tới quả không có gì hơn đem bậy xì điệu ra miếu khách. Nếu có buồn bắt con trùng mình đi câu vài con cá rô đồng, em gái thứ tha lướt qua không phấn son hay là cây má tô hồng. Quê tôi là Đức Linh, muốn vui thì về Đức Linh, là cái nơi lớn khu mưu sinh thì hỏi làm sao mà giúp tình. Bắt cái tay cùng cái ly bằng hữu mình chơi tới nái, mình chơi tới mai chơi tới mái, người ta nhìn vào thì họ mới khoái. Đông Hà rồi chạy một lèo tới Võ Xu quẹo phải Phú Hòa, còn thẳng Mê Bô vào dịp lễ Tết khắp nơi nhộn nhịp bằng không thể ngủ. Nhà thờ chùa chiền trải dài khắp nơi, mọi người đều tín ngưỡng của em xin tươi lướt ngang. Mình đá lông nhẹ ok thì mình khi ăn xương còn vương, mẹ tôi thức dậy từ giường để chuẩn bị bươn chạy cho công việc. Hôm nào mà lỡ chuyến xe tôi thì công việc nó sẽ không kịp. Thị trấn cũng như nông thôn tất cả mọi thứ đều bình dân, hẹn chiều là ba rủ mấy chú nhâm nhi vậy sẽ kết nối cái tình thâm. Hôm nay mình đi đâu, không lẽ mình lại đi câu, có chỗ nào chụp hình quay phim với sông với núi thì đi mau. Gió đưa cành trúc la đà thương em cô gái Đức Linh quê ta, nếu em này đã chưa bộ thôi thì em hãy về cùng anh nha. Bắt cá lóc nướng chui và thông ốc đêm hấp xả, giờ thì mình làm bài bán pizza đứng nhìn cơ thủ đang nhấp nhả. Hay về với sông với suối đã cạn có thác ba tầng, tìm đường không khó đã Google Maps hoặc hỏi cô bác xa gần. Từ khi lọc lòng viễn đã lớn lên học tập ở thị trấn Đức Tài, cái nơi hip hop dần đang phát triển, con người cố tính thì rất hài. Nơi ruộng đồng cầu bay dãy cánh đồng cảm cộng khổ có tình thương, cuộc sống đơn sơ chân chất tóm lại con người xứ này rất bình thường. Hôm nay mọi người vui nghe kể về quê hương của tôi, nào mình cùng chia đôi ngang văng lên trong một môi trường tối thui. Cô dì chú bác cũng đều lắc lư theo điệu nhạc say lá la. Viễn đã thật hay, viễn ta thật chắc, bài này nó hay quá ta. Đức Linh on the mic, Đức Linh on the mic, Đức Linh on the mic, nhật thì Đức Linh never die. Đức Linh on the mic, Đức Linh on the mic, Đức Linh on the mic, nhật thì Đức Linh never die. Quê tôi là Đức Linh, muốn vui thì về Đức Linh, là cái nơi lớn khu mưu sinh thì hỏi làm sao mà dứt tình. Bắt cái tay cùng cái ly bằng hữu mình chơi tới nái, chơi tới mai chơi tới mái, người ta nhìn vào thì họ mới khoái. Bắt cá lóc nướng chui và thông ốc đêm hấp xả, giờ thì mình làm bài bán pizza đứng nhìn cơ thủ đang nhắc nhã. Hay về với sông với suối đã cài có thác ba tầng, tìm đường không khó tra Google Maps hoặc hỏi cô bác xa gần. Từ khi lọc lòng viên đã lớn lên sinh ra ở thị trấn Đức Tài, cái nơi hip hop dần đang phát triển, con người có tính này rất hài. Nơi rung động cầu bay dãy cánh đồng cam cộng khổ có tình thương, cuộc sống đơn sơ chân chất tấm lại con người xứ này đặt mình thường.